Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm mà mình có dịp sống ở thị trấn Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai ở Tây Bắc trong suốt khoảng thời gian là 3 tháng, và có những cái điều mà cuộc sống trên Tây Bắc, đặc biệt là ở huyện Bắc Hà mà không có, mà những người dân thị thành ở các đô thị lớn của Việt Nam như là Sài Gòn hoặc là Hà Nội không có. Cái vấn đề thứ nhất như các bạn biết đó là cái vấn đề cái bầu không khí trong lành. Thì sau 3 tháng sống ở thị trấn Bắc Hà trên Tây Bắc thì mình cảm nhận được cái không khí ở đây thực sự là rất là trong lành, đất rộng người thưa, và với cái độ cao là khoảng 1.500m so với mực nước biển, và dân số thưa thớt, xung quanh chỉ là núi rừng và những cánh đồng ruộng bậc thang cũng như là hoa thơm cỏ dại đó, thì không khí phải nói là trong lành tới mức gần như là tuyệt đối các bạn, và có hoàn toàn có thể so sánh với cái không khí ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, là nơi mình đã sống ở bên Hoa Kỳ, và hoàn toàn có thể là xem như là ngang nhau. Mình có thể cảm nhận điều đó rất là rõ ràng. Nói vậy lý do tại sao các bạn, bởi vì như thành phố Sài Gòn, mình cũng khi mà trở về từ Tây Bắc thì mình cũng sống ở đường Lê Văn Sĩ ở thành phố Sài Gòn á, thì như bạn biết á, thành phố Sài Gòn đã quá tải, và cái bầu không khí do hàng triệu cái xe gắn máy cũng như là xe ô tô bốn bánh thải ra hàng ngày, thì nội cái động cơ của những cái loại phương tiện di chuyển này thì cũng gây nên một cái lượng nhiệt khổng lồ, rất là nóng, oi bức và ô nhiễm môi trường các bạn. Vì vậy, và chúng ta, ví dụ như những người làm trong văn phòng xí nghiệp hoặc là hàng xưởng, thì suốt ngày ở trong nhà hoặc là trong phòng có quạt hoặc máy lạnh, thì khi buổi sáng thì chúng ta rất cần phải ra ngoài để có ánh nắng, để có vitamin D, vitamin D và hít thở bầu không khí trong lành. Thì cái điều đó hoàn toàn chúng ta không có được ở những cái đô thị lớn như Sài Gòn và Hà Nội, những cái mảng xanh như là những cái công viên văn hóa tao đàn hoặc là những cái nơi tập thể dục công viên, thì cái mảng xanh và bầu không khí trong lành thì trở nên là một cái thứ gì đó rất là xa xỉ và khan hiếm. Thì trên Bắc Hà, thị trấn Bắc Hà và tỉnh Lào Cai thì các bạn hoàn toàn có thể hưởng được cái bầu không khí trong lành, và mình có thể coi như gần như là tuyệt đối. Và cái điểm thứ hai nữa các bạn, đó là gì các bạn? Cái điểm thứ hai nữa đó là thức ăn. Và sau khi sống ở thị trấn Bắc Hà trong cái khách sạn là mỗi ngày là 300.000, là một tháng là khoảng 9 triệu á, thì bước ra thì có khoảng 10 mét là tới cái chợ Bắc Hà. Thị trấn Bắc Hà được xem là một trong 10 cái phiên chợ đẹp nhất của châu Á mình. Lý do là mỗi buổi sáng chủ nhật đó, thì bà con ở các bản, bà con người dân tộc thiểu số, các bạn Mông, Tày, Nùng, Dao, Phù Lá thì tụ tập bán những cái sản vật của địa phương cho mình trồng hoặc là nuôi ở phiên chợ Bắc Hà. Thì cái thực phẩm ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thì so với trên thành phố thì mình nghĩ là tốt hơn nhiều, thì nó mang cái tính cách organic, là tự nhiên. Ví dụ như gà thì gà đi bộ, gà chân đen thì thả rông ra những cái cánh đồng lúa hoặc là rừng, khu rừng ven đó. Và lợn á, tức là con heo đó, thì lợn thì gọi là lợn đen, lợn cắp nách, thì tức là khi mà nó tăng trọng thì nó chỉ lớn cỡ chừng 10 cân hoặc là 15-20 cân là cùng, hoàn toàn có thể cắp vào nách để mang ra, chứ không có lớn một tạ hoặc là cả trăm ký như là lợn nuôi công nghiệp. Thì thường lợn thì ăn thức ăn tương đối là tự nhiên, chẳng như là cái hèm, tức là cái bã của bắp sau khi người dân tộc thiểu số làm rượu, làm rượu đó các bạn, thì cái hèm là cái bã của ngô, của bắp thì được cho lợn ăn, và ăn những cái lá cây ở trong rừng xung quanh, và ngay cả những cái lá cây đó là vị thuốc, mình đã chứng kiến cái điều này. Gạo thì coi như là cũng được trồng trên những cái mảnh đất mà ở gần rừng, và dĩ nhiên là cái gạo mà lớn lên trong cái phát triển lên ở những cái đồng đó thì dĩ nhiên là nó tốt hơn là gạo mà chúng ta sử dụng quá nhiều hóa chất. Đó là về vấn đề là ăn uống rất là quan trọng, thì nó liên quan tới sức khỏe của chúng ta. Đó là những cái mà người dân đô thị như là Sài Gòn và Hà Nội
hầu như là không thể có được, ngay cả có tiền mà sống ngay trung tâm thành phố Sài Gòn quận 1, quận 3 thì chúng ta không thể tận hưởng được cái bầu không khí trong lành. Bạn còn cái thực phẩm sạch thì cái từ sạch rất là trừu tượng, và ở Việt Nam hiện vẫn chưa có một cái dụng cụ thiết bị nào để thử để xem đó có phải là sản phẩm sạch hay không và sạch tới mức độ nào. Và cái thứ ba ở đây rất là quan trọng mà mình có thể cảm nhận các bạn. À, với tư cách là một cái YouTuber, là những cái người mà đi qua những cái clip video để giới thiệu về cái nét văn hóa ẩm thực như con người ở miền cao ở Tây Bắc á, các dân tộc như là Mông, Tày, Nùng hoặc Dao, thì như các bạn biết cái chính vì cái cuộc sống của họ ở trên miền miền sâu miền xa thì không tiếp cận với những cái thiết bị cũng như là những cái vật dụng và mang tính cách thời đại ở Sài Gòn Hà Nội đó, thì họ suy nghĩ rất là chân chất và rất là đơn giản các bạn. Và cell phone thì giới trẻ có sử dụng nhưng laptop và desktop và máy vi tính đó bạn, thậm chí là tivi mà có cable thì rất ít gia đình người Mông là người dân tộc thiểu số ở trên vùng cao mà mình có dịp tới tham quan ghi hình cũng như là dùng bữa cơm rất nhiều ngày ở các gia đình đó. Thì mình thấy trong các gia đình hầu như là không có máy vi tính cũng như là có tivi nhưng hầu như là không có bắt được đài nào các bạn. À, vậy chính vì vậy cuộc sống họ rất là chân chất, nó kiểu như sớm ra bờ suối rồi tối vào hang đó, đó. À, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng đó, thì chính vì họ không có bon chen, tức là nhìn xung quanh thì mình không thấy những cái thiết bị hiện đại, những cái gia đình, những con người ăn mặc thời trang sang trọng, vậy họ không có so sánh đối chiếu, vậy họ sống rất là chân chất và đơn giản và mộc mạc. Và chính cái điều này là cái điều mình nghĩ là được nhất, là điều rất là quan trọng. Nếu các bạn nào dự định lên Bắc Hà, Tây Bắc để sống, tức là các bạn sẽ tránh được cái gọi là hại não các bạn. Mà chúng ta thường là tự làm khổ chúng ta bằng cách chúng ta so sánh đối chiếu với người xung quanh, đúng không bạn? Đó thì cái cách sống và cái lối sống và con người và cái văn hóa đó thì nó tạo nên cái sự bình an trong tâm hồn, cái mà cái người dân ở các đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội thì sẽ phải vào trong nhà thờ, trong chùa để tìm tới cái cuộc sống tâm linh ở giữa lòng cái đô thị đông đúc nhộn nhịp phồn hoa như là Sài Gòn hoặc là Hà Nội, đúng không ạ? À, trong khi đó thì cái mà chúng ta cần hơn là cái sự bình an trong tâm hồn, trong từng giây từng phút từng ngày, thì đó là cái điều mà những người dân ở Tây Bắc và cũng như là những cái YouTuber, là những cái bạn mà xây dựng cái kênh YouTube là tới ghi hình ở các nhà dân tộc thiểu số thì càng tuyệt vời hơn, vì các bạn có cơ hội phải xa, các bạn phải đi bộ, phải coi như là vượt rừng vượt suối và đi bộ trong cái bầu không khí mà trong lành như vậy các bạn, và với địa hình lên xuống Tây Nguyên, Tây Bắc lên xuống, coi như là cái địa hình nó lên xuống như vậy và có suối, cánh đồng ruộng bậc thang và có tiếng chim hót như vậy các bạn thì rất là tuyệt vời. Thì cái chính vì cái độ cao nó tạo nên cái sự ngoạn mục trong cái cảnh quan ở núi rừng Tây Bắc. Thì các bạn vừa tác nghiệp, vừa có được YouTube trả tiền, vừa xây dựng thương hiệu cá nhân, đặt những cái link bán những cái sản vật của miền cao của Tây Bắc, và đồng thời tiếp cận với những con người rất là chân chất và mộc mạc và hiền hòa, và mình đã nhận ra được cái nét chân chất đó trong các cái cô gái thiếu nữ Mông, Tày, Nùng, Dao, Phù Lá ở trong cái thung lũng Hoa Bắc Hà, là một trong những địa danh đẹp nhất ở Bắc Hà các bạn. Cái nhóm múa của các bạn nam nữ ở đó thì cái nét chân chất hồn nhiên mộc mạc nó toát hiện lên cái khuôn mặt, thì các bạn ấy coi như giống như những cái tiên nữ các bạn, tuổi ta còn rất trẻ 13 15 thôi, nhưng mà cái nét chân chất và không toan tính, không so đo và không bon chen, không gato thì nó hiện lên khuôn mặt và nó toát ra ở các cái thiếu nữ và những cái chàng trai ở trên thung lũng Hoa Bắc Hà ở trên Tây Bắc. Đó chính là có thể là bốn cái điểm mà quan trọng nhất là mình có thể liệt kê ra, là những cái mà nếu như bạn chọn cái cách sống ở trên Tây Bắc thì bạn có thể coi như là cảm nhận và có thể trải nghiệm được những cái điều rất là tuyệt vời, với điều kiện là bạn có khả năng có một cái nguồn thu nhập thụ động, chẳng hạn như một cái kênh YouTube trên 1.000 sub có nút bạc mỗi tháng ra 1.500 2.000 đô, hoặc là bạn có thể kinh doanh online trên eBay, Amazon
hoặc là bán áo thun ra một cái dòng thu nhập thụ động. Chứ còn nếu các bạn mà chỉ có khả năng làm offline là nhà xưởng, xí nghiệp, văn phòng, công ty thì trên đó không có, thì các bạn sẽ không tồn tại được. Thì các bạn chỉ có thể trải qua vài tuần hoặc là một tháng thì cái tiền chi phí ăn ở đi lại thì nó ngốn khoảng 20-30 triệu, thì sau đó các bạn sẽ phải về lại Sài Gòn hoặc là Hà Nội để mà sinh sống. Đó là một số cảm nhận của mình về cái mảnh đất hiền hòa, hiếu khách, và với con người rất là chân chất, thức ăn rất là organic, và đặc biệt là cái bầu không khí trong lành gần như là tuyệt đối giữa núi rừng Tây Bắc là cái thị trấn Bắc Hà, và đặc biệt là thung lũng Hoa Bắc Hà là mình có dịp tới dạy cho các bạn dân tộc thiểu số và chị Cẩm Tú ở nơi đó, và cho các bạn trong nhóm múa, và mình đã trải qua ngủ trong cái homestay đó ngay giữa lòng thung lũng Hoa Bắc Hà. Đó là điều mà mình có thể cảm nhận và chia sẻ với các bạn trong cái video này. Cảm ơn các bạn theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp, và xin mến chào các bạn.